Những gì là có tướng đối với tướng vô tướng thì không thể an lập, cũng không thể hoại diệt. Thiền tử nên biết như lại đã thuyết pháp tướng sâu xa, không thể dùng tay xây dựng hay phá hoại, cũng không thể dùng các pháp khác để an lập hay phá hoại. Thiền tử nên biết giả sử có người hỏi ai lập hư không và ai có thể phá hoại hư không, người hỏi như vậy là hỏi có đúng không? Các thiền tử thưa, Bạch Thế Tôn người đó hỏi như vậy là không đúng, vì sao vì hư không là vô thể vô tướng vô vi nên không thể an lập hay phá hoại được. Phật dạy các thiên tử, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, thiên tử nên biết pháp tướng sâu xa ta đã thuyết giảng cũng lại như vậy, không thể an lập, không thể phá hoại có Phật hay không có Phật thì vạn pháp của pháp giới cũng như vậy. Đối với pháp tướng này, Đức Phật như thật biết rõ cho nên gọi là Như Lai ứng tránh đẳng giác. Các thiên tử bạch Phật Đức Như Lai đã biết các tướng như vậy rất là sâu xa, có thấy khó biết. Như Lai hiện tướng biết như vậy nên đối với tất cả pháp truyền trí vô ngại, tất cả Như Lai ứng tránh đẳng giác trụ tướng như vậy để phân tích trì bày bát nhã và làm mật đa sâu xa. Và vì các hữu tình tập hợp các pháp tướng dùng phương tiện khai thị, làm cho họ đắc trí vô ngại nơi bát nhã và làm mật đa sâu xa. Bát nhã và làm mật đa sâu xa là chỗ của các đức Như Lai thường thực hành, vì là chỗ thường thực hành của Đức Như Lai, cho nên chứng tắc quả vị vô thượng chánh đẳng vô đà, phân biệt khai thị cho các hữu tình. Phật dạy các thiên tử, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Thiên tử nên biết như lai như thật biết tất cả pháp tướng là vô tướng Vì nhân duyên này mà ta nói Chư Phật đắc trí vô ngại không ai sánh kịp được Khi ấy Phật bảo cụ thọ thiện hiện Bát nhã bà là mật đa sâu xa là mẹ của chư Phật có thể chỉ bài thật tướng các pháp của thế gian thế nên Như Lai ứng tránh đẳng giác nương pháp mã an trụ cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen bảo vệ hộ trì nâng tựa và pháp pháp đó tức là bát nhã ba la mật đa sâu xa tất cả như lai ứng tránh đẳng giác đều y chỉ bát nhã ba la mật đa sâu xa cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen bảo vệ hộ trì vì sao vì bát nhã và la mật đa sâu xa có thể sanh chư phật có thể cùng chư phật làm chỗ y chỉ có thể chỉ bày thật tướng các pháp của thế gian thiện hiện nên biết tất cả như lai ứng tránh đẳng giác là người biết ơn và người đền ơn nếu có người hỏi ai là người biết ơn và đền ơn nên trả lời thẳng đức phật là người biết ơn và đền ơn vì sao vì sự biết ơn và đền ơn không ai hơn phật cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn thế nào là sự biết ơn và đền ơn của đức như lai ứng tránh đẳng giác phật dạy này thiện hiện tất cả như lai ứng tránh đẳng giang cưỡi xe như vậy đi trên con đường như vậy để đến quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề đạt giác ngộ rồi luôn luôn cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen bảo vệ hộ trì xe ấy chưa từng tạm bỏ xe ấy đường ấy nên biết tức là bát nhã ba la mật đa gọi là như lai ứng tránh đẳng giác biết ơn và đền ơn này thiện hiện tất cả như lai ứng tránh đẳng giác, đều nương vào bát nhã ba la mật đa sâu xa, biết tất cả pháp Phật không có tác dụng, vì kẻ tạo tác đều vô sở hữu. Tất cả như lai ứng tránh đẳng giác, đều nương vào bát nhã ba la mật đa sâu xa, biết tất cả pháp không có sự thành tựu, vì các hình chất bất khả đắc. Thiện hiện nên biết, vì trừ như lai ứng tránh đẳng giác, biết nương bát nhã ba la mật đa sâu xa này, nên hiểu tất cả pháp đều không có tác dụng, không có sự thành tựu. Trong tất cả mọi lúc, đều cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, bảo vệ hộ trì cho từng gián đoạn, cho nên gọi là chân thật biết ơn và đèn ơn. Này thiện hiện, tất cả như lai ứng tránh đẳng giác đều nương vào bát nhã và là mật đa sâu xa. Đối với tất cả pháp, truyền trí, vô tác, vô thành, vô sanh và có thể biết nguyên nhân không truyền này vì thế nên biết bát nhã ba la mật đa sâu xa có thể sanh như lai ứng tránh đẳng giác cũng có thể hiện bày tướng như thật của thế gian hiện hiện bạch Phật đức Như Lai thường dạy tất cả pháp tánh không xanh không khởi không biết không thấy như vậy làm sao có thể nói bát nhã ba la mật đa sâu xa và có thể sanh như lai ứng tránh đẳng giác cũng có thể hiện bày tướng như thật của thế gian Phật dạy này thiện hiện, lành thay, lành thay, ông có thể hỏi Đức Như Lai nghĩa lý sâu xa như vậy. Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Tất cả pháp tánh, không sanh không khởi, không biết, không thấy. Nước vào thế tục để nói bát nhã ba la mật đa sâu xa có thể sanh như lai ứng tránh đẳng giác, cũng có thể hiện bày tướng như thật của thế gian. Thế nào thiện hiện? tất cả pháp tánh không sanh không khởi không biết không thấy vì tất cả pháp không nên không sở hữu không chỗ nương tựa và không có sự lệ thuộc do nhân duyên này nên không sanh không khởi không biết không thấy thiện hiện nên biết bát nhã bà làm mật đa sâu xa mặc dù có thể sanh ra phật và hiển bày tướng thế gian nhưng không có sự sanh cũng không có sự hiển bày thiện hiện nên biết bát nhã bà làm mật đa sâu xa vì không thấy sắc cho nên gọi là hiển bày tướng không thấy Thọ tưởng hành thức cho nên gọi là hiền bày tướng Thọ tưởng hành thức do nghĩa này nên bát nhã và làm mật đa sâu xa có thể hiện bày thật tướng các pháp thế gian cụ Thọ Thiện hiện Bạch Phật Bạch Thế tôn. vì sao bát Nhã và làm mật đa sâu xa không thấy sắc cho nên gọi là hiền bày tướng sắc không thấy Thọ tưởng hành thức cho nên gọi là hiền bày tướng Thọ tưởng hành thức Phật dạy này thiện hiện bát nhã bà làm mật đa sâu xa do chẳng duyên sắc mà sanh nơi thức bởi vì không thấy sắc nên gọi là biểu hiện tướng sắc chẳng duyên thọ tưởng hành thức mà sanh nơi thức bởi vì không thấy thọ tưởng hành thức nên gọi là biểu hiện tướng thọ tưởng hành thức do nghĩa này nên bát nhã bà làm mật đa sâu xa có thể hiện bài thật tướng các pháp thế gian này thiện hiện bát nhã ba la mật đa sâu xa có thể hiện bày như lai ứng tránh đẳng giác thế gian không thế gian xa địa thế gian thanh tịnh thế gian vắng lặng cho nên nói có thể hiện bày thật tướng thế gian vì sao vì không xa địa thanh tịnh vắng lặng là các tướng như thật của thế gian